Ôi. Rồi xin chào tất cả các bạn. Rồi chào các bạn tới kênh Hữu Lưng của mình nha. Rồi nay mình tiếp tục đi thăm ống trúng các bạn ơi. Giờ mình quay qua cho các bạn coi nha, mở hàng ống đầu tiên luôn. Đây thì mình thăm hơi sớm nên trời hơi tối, các bạn xem thông cảm cho mình nha. Hả? Im không? 6 giờ. Gì vậy? Có hả? Có. Có vậy đâu đổ ra thử rồi. Kỳ vậy ta. Này ra ngoài sân này nè. Có một con các bạn ơi, mở hàng được một con. Hồi sớm mình em theo cái túi vậy ta. Đây, đổ ra thử coi. Nó đựng con đó. Tính bỏ chạy nữa hay gì đây? Đựng con các bạn ơi. Nãy đem theo cái túi mít là ngon rồi. Đây, con đầu tiên cũng tụi mình nghe các bạn. Giờ mình đi thăm tiếp nữa. Bữa nay mình thăm cũng nhiều ạ. Tiếp các bạn ơi. Lâm không? Có hả? Có hả? Đổ, đổ ra coi luôn, đổ ra coi luôn. Còn sống nha. Còn sống là hên nè. Ừ, tại bữa nay nước yếu nè. Đi đổ ra coi thử coi lươn bự không nha các bạn. Ôi cũng trọng mà đâu bự không đâu. Chút chút. Rồi. Rồi đi nữa đi, con lươn cũng trọng mà không bự. Rồi nó bò kìa. Trời con lươn mạnh dữ thần nha. Giật con lợn lươn nữa. Đây các bạn ơi, tới mình thăm để ngắm nha các coi. Ây da. Lụm mình lên đây. Lụm mà. Con nhỏ quá. Gì ta? Nên gỡ thử đây, chắc ấy quá. Tiếp các bạn ơi, cái khu này cũng ngon. Có cái đám cỏ bắc trên này nữa. Đặt ra là đúng rồi đó. Này ống này ngày hôm qua anh mình đặt các bạn ơi. Nặng không? Nặng mồi vậy. Gỡ ra luôn đi. Đây mấy bạn, đó đây cái ống của mình đặt mình đó đó. Đây là đám cỏ bắc nè. Nó cái khu này, cái mương này các bạn thấy không? Quá ngon luôn, để hồi thẩm ống nữa rồi có. Đây tới thăm các bạn ơi. Chỗ này là chỗ ngon luôn á. Thăm không có hơi dở á. Trực lỡ cái ống nó không có rồi, giờ thăm ống này. Nặng không Linh? Rồi, lụm rồi các bạn ơi. Tiếp tục. Giờ đổ ra. Này vô được khúc này. Không đem cái túi lưới bữa nay tức thiệt. Một con. Coi coi mấy con. Một con một à. Cũng được. Cũng trọng trọng. Méo vô. Rồi. Đây. Đây, nó đâu rồi, cái đầu nó đâu rồi. Đây mới im gu cái gì ăn vậy thôi tiếp nữa các bạn ơi. Đây các bạn ơi, anh mình thăm ống mình đó thì mình ống mé bên đây nè các bạn, để mình dở lên luôn đi. Lụm hả anh mình? Lụm rồi các bạn ơi, để của mình coi chất lớt coi của anh lụm hả. Ây da, coi thử coi nhỏ xíu hả, để coi thử coi sao nhỏ hả. Bự còn sống không, còn ống nằm trên một cái con ấy. Kéo kéo ra thử. Thủ thế sẵn để chạy như bữa nữa. Nào coi coi. Ôi. Lương cũng bự các bạn ơi. Ừ nhỏ xíu à, nhỏ hơn áo một chút à. Quá trời lương luôn. Cho bá luôn. À, con này ngon ta ơi. Thôi đi tiếp nữa đi. Mình còn mấy ống nữa mà. Con đó là ăn hên á. Đèn ống các bạn ơi. Nặng không? Đó. Còn nước. Cũng được. Đó. Còn nước. Còn nước hả? Có không? Không có hả? Cái này chắc lụm nữa quá. Lụm không? Lụm. Chắc. Bự không? Bự không? Sao nghe nhẹ, nghe nặng nề quá vậy? Trọng, không bằng con nãy. Không bằng hả?
có hia hơn rồi sao? Mới sống cũng được. Ừ, đường sống cũng được. Hai con, một con. Một con cũng được. Rồi các bạn ơi, tiếp nữa. Có hả? Có lươn nhỏ rồi. Nhỏ có hai con luôn nhé. Hai con nghe thật 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 thật. Bên đường ra đó mình đặt hai ba cái nữa. Hay để coi thiếu thiếu đủ gì còn mấy bỏ. Ui con một à. Chút chút trở ra mồi luôn anh Linh. Sụt sụt xuống. Rồi 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 rồi. Rồi lấy ống chấm hứng vô. Rồi tiếp nữa các bạn ơi. Các bạn ơi. Nặng nước. Có không? Không có à. Hôm cuối rồi mình đi về các bạn ơi. Chắc chắn. Ừ, chắc chắn. Thôi giờ về. Các bạn ơi, thì mình về cũng tới nhà rồi. Giờ mình đổ lươn ra. Trời ơi, con bự hết hồn chưa? Con thứ hai các bạn ơi. Giờ kéo ra thăm nữa. Nay có con bự à. Còn như còn nhỏ nhỏ không? Nó, hai con. Hai con đó là mình dồn lại á các bạn, chứ không phải là mình đặt dính cái hai con đâu. Chút chút xuống. Nụ, no, ngon. Ừ. Lươn lứa lứa không? Ừ. Chút xuống luôn. Đó. Bịch. Đó. Này con các bạn ơi. Hết luôn chưa? Hết chưa? Rồi hết rồi. Nay thành quả anh em mình được nhiêu đây rồi các bạn ơi. Có bữa trúng bữa thách. Rồi thì tới đây anh em mình cũng xin kết thúc video luôn. Các bạn ra xem video thứ hai cho mình một like và một chia sẻ. Nhớ đăng ký để biết những video mới nhất của mình nha. Rồi chào các bạn. Hẹn gặp các bạn những video sau. Chào các bạn. Cái anh Linh ơi, bữa nay thất quá trời rồi.